Metro, chị Moon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi Walmart mình mua máu giả. Ok, let's go. Ok, đã tới Walmart rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi vô mua nha. Let's go. Máu giả về rồi nè. Bây giờ mình sẽ tạo cái hiện trường giả. Chút nữa mình sẽ nhắn tin cho chị Môn, mình nói là tự nhiên nhức đầu, mình chảy máu cam rất là nhiều sáng giờ cho nên nó không có dừng. Ok, bây giờ mình sẽ nhắn tin chị Môn nha. Nhắn tin nè chị, tin nè. Mới nhắn tin thì mua nó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ nào để mình đặt cái GoPro cho chị mua cho được mình thấy. Có thể mình đặt đây hoặc là chỗ nào mà lúc nào mình, chút nữa mình sẽ bộ mình ngồi đây, rồi sau đó chị mua chị đi vô chị sẽ thấy được mình. Thì mình muốn lấy luôn cái mặt của chị, mình sẽ đặt cái hai cái camera luôn. Bây giờ mình sẽ setup camera. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tạo hiện trường trước, rồi sau đó mình sẽ chút nữa mình đợi chị Moon về cái mình nhảy vô liền hay không. Bây giờ mình sẽ tạo hiện trường là mình bị chảy máu cam nhiều, mình chậm giấy xong mình để từ lưa lưa ra đây. Chút nữa mình sẽ ngồi đây, rồi cái mình giả bộ mình xỉu, mình sẽ bỏ cái máu giả lên tay mình, mũi với là tai, tại vì hồi nãy mình nói là nhức lỗ tai.
Ok, bây giờ mình sẽ làm nha. Easy thiệt luôn các bạn. Mình sẽ quấn lại như là mình bị chìm chảy máu cam á. Đó. Thơm, không nghe mùi gì hết, chỉ giống như mùi máu. Đó, mình sẽ quấn lại như này. Rồi mình sẽ giục đó, mấy ba bốn cục vậy đó. Dạ, chờ con xíu. Gớm luôn các bạn. Chút nữa mình sẽ bỏ đầy xung quanh chỗ mình ngồi. Để bỏ như mình bị chảy máu thiệt. Rồi, cái nào thôi. Mình sẽ giấu cái này. Mình sẽ để một ổ chất chai. Đó. Mình sẽ giấu vào đây cái này. Sẽ tạo ra cái chuồng giả. Ok. Yeah, mình sẽ để ở đây. Chút nữa chim buôn về mình sẽ vô đó mình ngồi và mình bỏ cái máu giả lên trên mũi mình luôn. Ok, có gì chút nữa mình set up mic vậy. Ok các bạn, chị Moon sắp về rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái này mình bỏ như ví dụ. Tại vì lúc nãy mình nhắn tin cho chị Moon, mình nói là chảy máu mũi rất là nhiều, và không có cầm hết. Bây giờ mình sẽ đổ rất là nhiều lên. Mình sẽ gây hiện tượng là nếu như mình bị chảy máu mũi, xong mình sẽ chết bên này nữa. Đổi giấy đi. Còn nhảy không? Còn tan tròn ở trong á. Kỹ vậy. Đi. Oh no. Ano, tell whoever come help me, he's keep bleeding. Go.
Speak blood. Mẹ rảnh nữa. Đúng rồi. Hả? Speak blood is mẹ không? Yep, it's definitely speak blood. It's speak blood. Bớt mũi tôm rồi. That means it was a prank. Gắn camera đó kìa, chứ bên kia đó kìa. Thế là tỉnh nào? Bớt mũi tôm rồi. That was so fake. I knew it. Má chạy đổ tài. Má không đâu chạy đổ tài. Thì đem không có chân lỗ chạy. That was fake. Đừng gọi bóp đi. Anh đến sao không? Đã đánh cười rồi. Ok các bạn, video mình tới đây kết thúc. Đi các bạn like, thích thì để mình một subscribe, một like nha.